cái hướng trên màn hình anh chị đang nhìn đó, đây là một hướng đi thẳng vô luôn, là đụng ngay quốc lộ 1A luôn nha anh chị. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà vào tới quốc lộ 1A đúng 500m luôn. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ đa ô tô này nè, đường này 3m nha anh chị. Để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất vườn có tổng diện tích là 400m² à, gần 500m² nha. Mặt tiền được 17m luôn. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược hướng đi con đường cho anh chị mình tiện tham khảo. Hướng anh chị đi thẳng vô 500m đụng quốc lộ 1A, anh chị ghé mé bên trái là anh chị đi về chợ Long Định nha anh chị. Sau này anh chị đi chợ, chợ đó cũng gần anh chị đó. Hoặc anh chị là ghé phải là về ngay chợ Dòng Dứa, cũng thuộc xã Long Định luôn. Thì đây mà về chợ Dòng Dứa, chợ đó là bán buổi sáng nha, thì khoảng cách đâu đó tầm khoảng chừng 1,3 km là tới đó. Ở đây thì nói chung là điện nước và wifi đều có đầy đủ, thậm chí đèn đường cũng có luôn, cho nên vấn đề điện nước wifi anh chị mình an tâm. Và cái hướng này anh chị đi thông về quốc lộ 1 ha, về bệnh viện đa khoa mới Tiền Giang ha, đâu đó tầm khoảng chỉ 3,5 km là tới bệnh viện đa khoa mới của Tiền Giang luôn. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay thì bên đây nha. Còn cái hướng này anh chị đi thông ra đường nhựa Kinh Đào. Đây mà ra đường nhựa Kinh Đào thì đâu đó tầm khoảng 600m là tới. Ra đó anh chị ghé về một hướng về huyện lộ 35 và một hướng thì về huyện lộ 34. Cho nên cái vị trí này nó cũng rất là đẹp luôn. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này nè anh chị. Nó có cái mặt tiền tính ngay chỗ cái mí này nè anh chị. Đấy ha. Mình đo dài qua bên đây luôn, múc đẳng luôn, là mình có bề ngang là 17m mặt tiền và mình có cái chiều sâu là 30m. Có gì không anh? Dạ đúng rồi. Đây nha anh chị, tới ngay mí này nè. Đó, tới đây là 17m mặt tiền. Đây, tới ngay chỗ này. Đây, là 17m mặt tiền nè. Chiều sâu cạnh bên đây là 30 nè anh chị. Và trước khi bước vào bên trong đất của mình thì em xây về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Phía trước mình có kinh tiêu ngon lành luôn nha anh chị, thoát nước ra đâu cũng rất là thuận tiện luôn. Mặt tiền của đất mình á thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là 15 phút, khoảng cách là 8,6 km là tới ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 1 phút, khoảng cách là 58 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới ngay vị trí em đang đứng đây, thời gian đi là 1 giờ 20 phút, khoảng cách là 62 km. Chỉ có 62 km là anh chị về tới ngay vị trí đất của mình rồi. Vừa rồi làm lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em tiếp tục di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn nha. Nói chung là mình ở ngay cái vị trí này, một trục đường thẳng ra quốc lộ 1A chỉ có 500m. Gặp mình ở ngay cái đầu đường nữa anh chị. Thành ra sau này anh chị ở đây cũng có thể là mở tiệm tạp hóa hay là kinh doanh gì cũng được. Được cái là sao? Được cái là mặt tiền mình rộng, mình thuận tiện buôn bán gì cũng được luôn. Đó anh chị thấy ha. Để em sẽ đi qua bên đây, em đi dài vô đó nha. Được cái tông đất mình sạch đẹp không màu mã gì nha anh chị. Phía sau mình cũng có nhà nữa, bên hông mình có một cái đường đi phụ nữa nè. À, đường này là ô tô 7 chỗ anh chị chạy vào là thoải mái luôn rồi. Đây cái tụ ganh này nha anh chị. Nó tại vì lắng lẽ nó tới 500m² lận, nhưng mà có một cái là chủ chừa cho cái người bên đây nè đi vô trong cái nhà, cho nên phía sau nó bóp nhẹ lại một tí xíu để cho cái đường người ta quẹo vô nhà. Thì hiện tại chủ gửi em bán giá cái mảnh đất này ngang 17, sâu vào cạnh bên kia là 30, còn cạnh bên đây có thể là hơn 30 nha anh chị. Bởi vì nó xuống đây nó bo bóp nhẹ để em tới cho anh chị mình xem luôn. Cho nên nó có tổng diện tích là gần 500m², đâu đó tầm khoảng 400 mấy nha. Em sẽ gửi cho anh chị mình xem cái sổ tổng là cái sổ 1000m² nha anh chị. Mép bên kia thì hình như cho con hay gì rồi, còn mép bên đây nó là tới đây, rồi nó bóp nhẹ lại đó, cho người ta đi vô cái nhà. À, anh chị thấy ha, đây là mảnh đất mình nè. Giá hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 1.190.000.000. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho Minh Xem theo số điện thoại là 039 545 4645
em sẽ dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này được anh chị gặp chủ nói chuyện để mua nha. Đó, nguyên một cái vườn sồi luôn anh chị. Đứng ở tông mình nhìn ra phía trước mặt tiền của mình nè. Đó, anh chị thấy ha. Ngay cái vị trí để thuận tiện buôn bán kinh doanh gì cũng được luôn. Ngay cái đầu đường mà hướng quốc lộ 1A anh chị à. Được cái là anh chị chạy thẳng vô quốc lộ 1A là ngay chỗ đó có cái chỗ qua lộ luôn. Cho nên rất là tiện nha. Ví dụ như ở hướng thành phố Mỹ Tho anh chị gì à, hoặc hướng thành phố Hồ Chí Minh anh chị xuống á, ngay chỗ đó có cái đường băng qua lộ luôn, chạy thẳng ở đây luôn. Nó rất là tiện. Còn nhiều chỗ thì cũng gần quốc lộ 1A nhưng mà cái chỗ qua lộ ngay đó không có, thành ra phải chạy vòng nhiều khi nó cũng xa. Còn đây là nó tiện vậy đó, bên trong mình có vườn xài nè. Cái vị trí này cất nhà rồi kinh doanh buôn bán gì cũng được, nó rất là đẹp nha anh chị. Đó, anh chị thấy đây ha. Thì nói chung, nhìn chung lại thì cái mảnh này đường thoát nước thì phía trước có con kinh rồi anh chị an tâm. Rồi mặt tiền mình rộng, chiều sâu là 30. Hành lang bảo vệ đường bộ thì đâu đó vào 5m, 30m chiều sâu là mình còn là 25m thì quá ngon rồi. Còn hành lang bảo vệ đường bộ á, thì mình cũng có thể làm cái tiền chế đâu được nha anh chị. Đó, mình xây dựng thì xây dựng bên trong, xây dựng kiên cố á. Chỗ nào? Rồi hả? À. À, anh chị thấy đây ha. Đó là nguyên cái vườn sồi. Rồi anh chị nào mà quan tâm tới mảnh đất này cứ alo cho Minh xem đi. Rồi Minh xem sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình mua cái mảnh đất này, mặt tiền 17m anh chị ạ. Mặt tiền rộng thì chiều sâu mình thì nó cũng lý tưởng rồi. Đó, đường mình là đường ô tô. Đó, đất mình em thấy nó cũng cao nha anh chị. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Hưng của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, giá là 1 tỷ 190 triệu thì alo cho em. Vì mình xem cái mảnh đất này được mình mua gần 500m². Mặt tiền khá là rộng nha, tính ra đâu có nhiều, đâu có nhiều tiền 1m ngang đâu anh chị. Nếu mà người ta bán mét ngang á, còn này người ta bán đất công rồi. Đó, rồi em xin chào anh chị ạ.